Xin chào các bạn nha, các bạn có phát hiện ra đây là cái gì không ạ? Vâng, đây là chim sâu. Quê mình gọi là chim sâu nha, nó ngủ trong cây sung vườn nhà mình. Đây, mình quay gần cho mọi người xem nha. Đấy. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Với tay được nhưng mà mình không muốn bắt đâu nha. Để cho nó sống một đôi đấy, đẹp không mọi người? Đấy, này bắt nuôi quá đẹp, nhưng mình không bắt đâu, để cho tự nhiên, mình bắt nuôi nó chết mất đấy, ý mất. Đấy, xin chào mọi người nha. Xin chào các bạn nha. Đây là một chú tắc kè thạch sùng đấy, mới nở đấy, đang lột đây đấy. Rất may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc này. Nhưng mà bị cụt mất đuôi, cũng không hiểu tại sao nó cụt đuôi. Bé tí mới nở thôi nhá. Đấy. Nhìn rất đáng yêu nhá. Đang lột từ trên đỉnh đầu xuống để nó lớn. Con này chắc là mới nở được hôm qua thôi. Đây nhá. Đấy. Thương quá, bị chả biết con gì nó cắn mất đuôi nó. Còn non lắm, yếu. Nhìn rất đáng yêu. Rồi mình sẽ thả nó vào cột này, cho nó vào tường nhé các bạn nhé, để cho nó sinh sôi nảy nở nhé. Đấy. Nó còn yếu quá nên là nó chưa được chú bò được. Úi. Đấy, rơi xuống đây rồi. Đấy. Để nó có góc để nó sống nhá. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem theo dõi video nhé. Và mọi người nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và theo dõi những khoảnh khắc động vật quanh ta nhé. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nhé. Cảm ơn.